Xin chào các bạn Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn học 10 từ vựng HDK tiếng Trung HDK 1 nhé Thì ở đây tổng là có 150 từ Thì mình sẽ chia ra Thì lần đầu tiên là mình sẽ Phần 1 này mình sẽ hướng dẫn các bạn 10 từ nhé Từ thứ nhất nào Ai Ai Nghĩa là yêu à, Ví dụ Ủa Tôi Hẳn Rất Ai yêu tha anh ấy tôi rất yêu anh ấy ủa hẳn ai tha ở đây chúng ta từ ủa mình đọc là ủa nhé biến điện thanh ba thì có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu các bạn sau nhé các bạn cứ đọc tạm đã nhé ủa hẳn ai tha từ vựng số 2 là từ số 8 đọc là pa pa Tiếng Trung thì không có chữ bờ bạn nhé. Đọc là chữ bờ. Ấy. Ba. Ví dụ. Cái cụm thấp thỏm không yên á. Trong tiếng Trung thì đọc là. Chi sọng. Ba xa Chi sọng. Ba xa Cụm này bạn học thuộc lòng rồi nhé. À, tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với số ba. Số ba. Là từ bố hoặc là ba hoặc là cha, tùy từng vùng miền mà nhé. Đọc là papa. Pa-pa. Pa-pa. Ví dụ như sau. Bố ơi, papa. Con, bố, rất hận yêu ai. Bố, nỉ Bố ơi, con rất yêu bố. Papa, bố, -pa. hận ai nì. Bà wo hẳn ai nì. Tiếp theo, từ vựng thứ tư là cốc uống. Cốc để uống nước chẳng hạn. Đọc là bây chữ Bây zi. Ví dụ như sau. Starbucks, tiếng Trung dịch là xin ba cửa, riêng ba cửa. Tợ ở đây là của bạn nhé. Đây có hiện tượng ngữ pháp thì trước mắt các bạn cứ học thuộc lòng nhé. Tợ page thì mình sẽ dịch ngược cái page này, cái cốc của Starbucks. cho chỉ hết sức cực kỳ hoặc là ghê ở à, chỗ này là ghê. Cửa ai, cửa ai có nghĩa là đáng yêu. Như vậy câu này có nghĩa là Cốc của Starbucks đáng yêu ghê. Xin ba khờ tờ bấy tờ. Cháu chí. Cửa ai. Xin ba khờ tờ bấy tờ. Cháu chí. Cửa ai. Từ vựng tiếp theo là từ Bắc Kinh. Bảy chiếng. Bảy ví dụ du lịch tới Trung Quốc nhất định phải đến Bắc Kinh y lái Trung Quốc Lùi hành Lùi hành là du lịch nhé Trung Quốc là Trung Quốc y tình nhất định yao lái phải đến bày xíu, Bắc Kinh y lái Trung Quốc Lùi hành ý tình yao lái bày chiêng. Từ vựng tiếp theo là từ cuốn hoặc là quyển lượng từ dành cho sách hoặc từ điển bạn nhé. Đọc là bẩn, bẩn. Ví dụ, cuốn sách này nà bẩn su. Nà bẩn su rất phù hợp với con bạn. Hẳn rất hứa phù hợp là con trai của bạn ấy từ ở tử là con trai bạn nhé người ta sẽ phân biệt cả con gái nữa nàoần số hình sư hứa câu tiếp theo câu số 7 đừng khách khí đừng ngại bú cửa chỉú khơ ví dụ như sau tôi không sao cả, tôi Mấy. Sự. Đừng ngại. Ủ克制. 我没事, ủ克制. 我没事, ủ克制. 我没事, ủ克制. không sao Chỉ. tôi Mấy. sao cả, tôi không sao Mấy. không sao Chỉ. Từ tiếp không À, chắc là bạn nếu mà tinh ý thì bạn sẽ chú ý Ở trên này đọc là Pú Ở dưới này đọc là Pú Thì đây là cái ngữ pháp bạn nhé Thì lúc nào mình sẽ hướng dẫn các bạn sau Có ví dụ như sau này Bạn không cần Nị là bạn Pú dùng Không cần Đây ở đây cũng đọc là Pú này Tan xin Lo lắng Bạn không cần lo lắng Nị Pú dùng Tan xin Nì dùng tan xin. Tiếp theo câu số 9. Món ăn. Chai. Đọc là chờ bạn nhé. Chai. Bạn làm mấy món vậy? Nì bạn chua làm chỉ mấy chảy chan món ăn. n Vậy. Bạn làm mấy món ăn vậy? NÊ CHỦA CHÌ CHẢI <laughs> CHÁ NỞ NÊ CHỦA CHÌ CHẢI CHÁ NỞ Cuối cùng số 10 nào là CHÀ CHÓ CHÓ Chúng ta đọc chờ những bật hơi nhé đọc là CH CHÓ TÔI ỦA RẤT hẳn thích xỉ khoan. ở chỗ này bạn sẽ đọc là của hấn xỉ khoan, chứ không đọc là hẳn nhé của hấn xỉ khoan thì cái này là cái ngữ pháp mình sẽ dẫn, dẫn các bạn sau nhỉ uống hưa hưa trà sữa chân châu chân chu nải chó chân chu nải chó hấn Sỉ hoan hưa chân các bạn vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học hết 10 từ vựng tiếng Trung HSK 1 chúng ta sẽ tiếp tục với những video tiếp theo sau bạn nhé thì mình chúc các bạn học tốt và nhớ là kiên trì học mỗi ngày nha Cảm ơn các bạn anh gặp lại.